Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cô nghệ sĩ ưu tú Phụ Linh. Mid Rain, bún bò. Bây giờ là chắc thèm rồi, cũng mà thèm được đi diễn, thèm được đi hát lắm rồi. Mà tại sao, tại ai, mà bởi vì sao mà mình trở nên như vậy? Thì đó phải trách là bản thân mình tham quá làm chi, tham mà còn thâm mà còn độc nữa, muốn hại con gái người ta, muốn chiếm hết tài sản. Đáng lẽ những cái gì mà Hồng Loan hôm nay có nè là của cô cháu gái cho đó cô chú anh chị, nhờ cô cháu gái giành, nhờ cô cháu gái vạch mặt, nhờ cô cháu gái á, vu khống mà khiến cho nhiều người người ta càng thương Hồng Loan hơn. À, vì ngày hôm nay vậy không, tất cả mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Thì mới nhất thì quý vị biết rằng là thêm Hồng Loan lại có thêm một cái công ty luật đứng ra bảo vệ quyền lợi cho mình nữa, và không cả Hồng Loan nữa mà những cái người thân trong gia đình nữa. À, đợt này nha, nick ảo, nick giả, anh gửi em gửi hay là cái gì đó, à, lên tạo nick để mà vu khống, nhục mạ Hồng Loan, nhục mạ những người trong gia đình, nhục mạ những người khác đi rồi sẽ thấy cảnh nha. À, thì em thấy bữa giờ là xó nhiều lắm rồi đó, nhưng mà xó hay xó, nhưng mà em nghe nói là đã lập vi bằng lại hết rồi, chờ nói chuyện với nhau bằng pháp luật thôi cô chú anh chị. Và một cái thông tin nữa của bà Bánh Tét mới vừa đưa ra, và bà nói rằng á là nếu mà còn tấn công vào bà Bánh Tét này nữa thì bà sẽ tung hết những cái đoạn ghi âm mà của cô cháu gái này nó ông anh gửi nữa nè. Ngồi ghê lắm cô chú anh chị. À, cô cháu gái với chồng của mình đó cô chú anh chị, xúi mọi người là lên kích động, à, để cho cô cháu gái đi lập vi bằng để mà thưa kiện 331 cô chú anh chị, ghê không? Bởi vì thâm hiểm ghê không cô chú anh chị? Bởi vì người ta nói rồi, ông trời đâu có chịu làm người, nhất là những cái người ác, đúng không? Thì nhìn lên màn hình cho quý vị thấy rõ ràng đi, quý vị nhìn đi, cái này mà thật sự ra nói rằng không ruột á thì người ta cũng không tin đó, cô chú anh chị, thiệt. Không phải là mọi người người ta không có mắt nhìn đâu, mà người ta nhìn thấy nè, người ta nghe nè, người ta chứng kiến thấy những gì mẹ con cô Sáu làm đối với Hồng Loan, và những gì mà chú Vua Linh đã làm và nói trước khi mà chú còn sống, và sau khi mà chú mất thì họ đã làm gì thì mọi người đã rõ. Bởi vì ngày hôm nay tại sao mọi người lại yêu thương Hồng Loan là như vậy đó cô chú anh chị. Đó. Thì em cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị, chúng ta sẽ nói về một cái bài huyết thống của bạn Cà Phê Vi Châu để xem coi người ngoài đã nhìn nhận câu chuyện này như thế nào, và sau đó thì em sẽ cho cô chú anh chị xem một số những cái bằng chứng nha cô chú anh chị ha. Huyết thống ở đây mình không nói vấn đề cao xa như khoa học công nghệ ADN ba chấm, mình nói về gia đình bên ngoài chính. Hạt Long được bà nội nhờ ba Quốc Thanh ẩm về vì một lý do nào đó, bà nội phải suy nghĩ ra một kịch bản logic và phải diễn chung với cô hàng xóm để cho ba Quốc Thanh thấy hợp lý và y theo lời nội ẵm cháu của nội về nhà. Mà tới nay chính ba Quốc Thanh mới vỡ lẽ ra là con ruột của cậu Năm vì quá giống cậu. Bên trong gia đình thiết nghĩ lúc cậu Năm đã kể cho nội nghe tất cả, khi có lỗi lầm mình có thể giấu bất cứ ai, kể cả bạn thân tri kỷ, nhưng không thể giấu mẹ mình được, nên cậu đã nói hết sự tình vì sao có mặt Hồng Loan, và bà nội hơn ai hết là người rõ nhất. Cũng chính vì vậy nội cũng không thể nào mà giấu sự thật này với những người còn lại trong nhà như bác Tư, Tây, cô Sáu và chú Bảy ba chấm. Mọi người đều biết sự thật, đây là máu mủ ruột thịt của gia đình mình. Sau này bà nội theo lời kể của cậu Năm đã hết lòng yêu thương Hồng Loan, đứa cháu gái bất hạnh vì sinh ra đã sớm mồ côi mẹ. Nội cũng dành cả tuổi già còn lại để bù đắp cho Loan, cũng như bác Tư Tây đã yêu Loan vô điều kiện. Vì bản chất bác Tư hiền lành nên cũng gánh vác thay cho em mình nuôi cháu. Còn cô Sáu thì với tần suất ngồi xong nhiều hơn ở nhà, nếu kêu cô nuôi riêng con cô đầy đủ ấm no coi bộ cũng khó, chứ đừng nói tới lo hay yêu thương thêm một đứa cháu từ trên trời rơi xuống. Mặc dù hai đứa trẻ con và cháu cô cùng tuổi ba chấm, cô biết hết đó là vì hồi trẻ cô cũng hay đi canh me để anh không có thời gian đi kiếm vợ, sợ anh mình lời vợ hết thương cô, nghe lời vợ hết thương cô. Mà giờ tự nhiên cô có đứa cháu gái ruột mà đây này đây cô không thích, cô lại đi săn với đứa nhỏ này, sẵn lòng dẫn đến hận thù.
Cô hận nó chiếm hết thời gian, sự lo lắng của mẹ cô, chiếm hết tiền bạc, sự quan tâm của anh cô. Vốn dĩ là của cô, nên cô coi nó là cái gai trong mắt từ nhỏ. Đỏ hổm, cô không chấp nhận. Cô biết nó mất mẹ, muốn làm giấy tờ anh phải làm thủ tục nhận con nuôi. Và vì thế cô mặc nhiên gánh gán thân phận con nuôi từ đó cho con, cho nó. Cô cũng nhồi sọ con của cô là đứa nhỏ kia là con nuôi, không cùng đẳng cấp với con cô, nên con cô có quyền thượng đẳng với nó. Cậu bảy dù biết được sự thật mười mươi, nhưng vì lời hứa chia đất và tài sản của cô cháu gái khác họ quá hấp dẫn, nên quyết chọn cho mình lối đi sai lầm, bất chấp luân thường đạo lý, tạo ra các kịch bản tổm lợm về nguồn gốc cô cháu gái ruột để moi móc chửi rủa cho mọi người hiểu sai và làm tổn thương đứa cháu nhiều nhất có thể. Cô và cậu vẫn còn hân hoan lắm và chắc cũng chưa nghĩ đến ngày khi về cửu tiền thất tổ thì làm sao đối diện với tổ tiên dòng họ Võ, khi chính con cháu ruột mình cũng dám chối bỏ. Đúng là ném bạc đâm tọt tờ giấy đó. Thì đây là một bài chia sẻ rất đúng của chú anh chị. Quý vị thấy không, lúc chú còn sống á, thì có bao giờ mấy người này lên nói là Hồng Loan là con nuôi đâu, đúng không cô chú anh chị? Mà thật sự người bình thường mình nhìn thấy một đứa bé mà nói à con nuôi, tại sao mà lại giống chú lên như vậy, thì người ta cũng không tin nữa cô chú anh chị, phải có cái gì đó. Đó nên á thì chú mới nhận về 27 29 tuổi, ở đỉnh cao sự nghiệp mà tôi đi nhận một đứa con về và đi bảo với mọi người đây là con gái tôi, đúng không cô chú anh chị? Giả sử như à, thấy hoàn cảnh Hồng Loan tội nghiệp thì có rất là nhiều cách giúp mà, đúng không? Và nhất là bà nội bị, thấy không? Không lẽ bà nội để cho cậu Năm nhận một đứa con nuôi khi mà 27 29 đỉnh cao của sự nghiệp như vậy, đúng không? Giúp thì có nhiều cách giúp, giả sử như là lo tiền lo bạc cho bé đi học, nhận làm con đỡ đầu cũng lo được vậy, đúng không? Còn người nào cũng vậy, cũng biết một cái điều như thế này nè: khi mà mình nhận con nuôi và làm giấy tờ cho nó và đứng tên là cha là mẹ thì mình phải có trách nhiệm với đứa bé đó. Người ta nói mà con dạy cái mang, đứa bé đó sai thì ba mẹ nó phải chịu trách nhiệm, đúng không? Đó. Và người ta cũng đều biết rằng á, tài sản của mình giả sử như có mất đi thì đứa con hợp pháp thì nó sẽ thừa hưởng tài sản thôi, cái điều đó là ai cũng biết. Giả sử như chú không thương Hồng Loan thì tại sao chú lại nhận Hồng Loan làm con nuôi và đứng trong giấy khai sinh là ông Võ Văn Ngoan là ba của Hồng Loan? Trời ơi, cô Sáu nói rằng giấy khai sinh đó là làm giả giấy tờ chữ ký. Ủa, giả mà 37 năm, 37 năm chú không hay biết, giả mà sống chung ba mấy chục năm trời, tới năm 2015 thì Hồng Loan mới đi mà chú không biết. Trời ơi, em nói thật sự cho họ bịa ra họ nói, nhưng mà nó không hợp lý của chú anh chị. Giấy khai sinh của Hồng Loan mà có thể làm giả được, mà cái người á cha không lẽ không biết, đúng không? Và giả sử như không biết đi thì chú không không để lại di chúc thì chứng nhận là cho con rồi, chứ làm gì mà không để di chúc mà để là cho anh em không giành giật nhau, cái chuyện vô lý đó mà họ không bịa ra được cô chú anh chị. Đó, đây là quả thông tin đầu tiên mẹ muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị ha. Đây, cái bánh tét mới nói này nè cô chú anh chị, đây để em đưa cho cô chú chị xem. À, thì bánh tét mới nói như thế này: tao giữ nhiều ghi âm lắm, tao bỏ lên cho bên Hồng Loan kiện ngược lại chết me. Bọn này, bọn mày từng đứa một, hỏi sao nước biển xanh lại mặn chọc điên tao hả? Mấy con cho. Bây giờ lại bị đâu? Giờ giữ người âm không? Hại người không được, bây giờ tính hại mình nè. Đến với nhau vì lợi ích thì ra đi với nhau cũng là lợi ích thôi. Khi vào lợi ích nó bị tổn hại rồi thì sẵn sàng lên cấu xé nhau thôi cô chú anh chị. Còn Hồng Loan không làm gì sai, đâu sợ đâu, giờ đâu sợ ai tung ghi âm hay ghi yết gì, đúng không? Nè còn cái này nè, đám bên giật HB nghe cho kỹ, chính HB và chồng nó nhờ giả con ba này. Con ba này chửi kích động tụi bên Hồng Loan để tụi nó kích động lên chửi gia đình của HB, để HB mượn cái để thưa kiện tụi bên Hồng Loan vào 331, tao có ghi âm đừng chọc tao. Căng căng thì em hổng qua cô chú anh chị hổng là đưa cái clip lên coi các bạn thấy không. Thì các bạn cũng đã thấy rồi tại sao mà em tin vào những lời nói này cô chú anh chị, tại vì chúng ta đã phát hiện ra một cái group, và cái group trong đó thì có thím bảy nè, có cô cháu gái nè, có chồng của cô ta nè, và chính cô cháu gái đã là người kêu đi tấn công người này, tấn công người kia, báo cáo người này người kia. Thì cái việc mà cô cháu gái với chồng để kêu người khác giả để kích động bên Hồng Loan thì nó quá trùng khớp rồi cô chú anh chị. Bởi vì biết không bởi vì bây giờ ha sắp có kịch hay rồi nha cô chú anh chị ha. Toàn toàn đợt này cô cháu gái mất ăn mất ngủ rồi. Thì báo cho một cô cháu gái thêm tin buồn nữa nè. Vì thấy gì không,
thì đây là tiếp tục công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lập Phương lại chính thức công ty luật trách nhiệm Lập Phương tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên trong gia đình của bà Hồng Loan, luật sư luận và các cộng sự tham gia tư vấn pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, điển hình là cho ông Thành Mỹ, người bị đưa những thông tin sai sự thật, bị xâm phạm nghiêm trọng về quyền nhân dân, bảo vệ đời tư. Mong công chúng đang quan tâm sự việc sẽ có cái nhìn khách quan và nắm bắt sự việc chính xác, thượng tôn pháp luật để tránh những rủi ro ngoài ý muốn có thể xảy ra. Trân trọng mọi chi tiết xin liên hệ công ty luật trách nhiệm Lập Phương. Cô chú anh chị ha, vậy là có thêm một cái công ty luật nữa là tham gia bảo vệ quyền và lợi hợp pháp cho Hồng Loan. Thì em nói đây luôn nè cô chú anh chị, và luật sư cũng đã chia sẻ rất là rõ về vấn đề này rồi ha. Thì luật sư là lo những cái phần của luật sư, còn bên đây là những cái người khác, người ta thấy bức xúc mẹ con của Sáu quá nó. Nhưng mà luật sư thì bây giờ là đang nhận nhiều vụ án quá, không có thể gì nào mà không thời gian phân tâm ra để mà giải quyết những cái vụ việc khác nữa, nên một số những anh chị luật sư đã bay, nói chung là đã muốn là hỗ trợ pháp lý miễn phí luôn nha cô chú anh chị ha, miễn phí giúp cho Hồng Loan luôn. Thì có thể nói một mặt khác là họ muốn bia tên tuổi, nhưng cái thứ hai đây nè, nếu mà sự việc này sai, nếu mà sự việc này không đúng, nếu mà Hồng Loan không đúng thì ai dám bay vô bảo vệ, ai dám vô câu like câu view của chúng chị? Tại sao mà họ không bay la vô câu like câu view của cô cháu gái với mẹ cô cháu gái mà lại vô Hồng Loan? Chứng tỏ rằng là họ luật sư, họ có cách nhìn khách quan và họ biết được những bằng chứng về mẹ con cô Sáu là thua chắc rồi, sao bay vô được nữa, đúng không? Đó, khiến mẹ con cô Sáu mệt mỏi nha. Và nhớ là luật sư này không phải là luật sư hình sự nữa, luật sư hình sự là riêng nữa nha, một người khác. Luật sư này là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, là những cái người mà lên cứ công kích chửi bới xúc phạm gia đình của Hồng Loan thì sẽ bị lập vi bằng lại, và cái buổi lập vi bằng thì quý vị cũng đã thấy rồi ha. Đó, thì tiếp tục em sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị, đó là một cái bài của anh Lê Tính vừa đăng, sóng gió gia tộc cười, và cười như thế nào thì em sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị để xem coi sóng gió gia tộc này có cười thiệt hay không nha. Trích dẫn một clip mới nhất được phát tán trên mạng, những người từ trước tới giờ không có liên quan gì với gia đình của người ta mà người nào người nấy nhào vô trưng cái mặt ra rồi làm như ra vẻ anh hùng chính nghĩa. Đối với những người đó em xin tỏ thái độ ba chấm cười nha. Câu từ đã được sắp xếp lại gọn gàng cho cộng đồng mạng dễ hiểu. Nếu trích dẫn đầy đủ, sợ mọi người cười vì câu từ lộn xộn, cười vì gì đọc đón trong cách suy nghĩ, cười vì sự độc tài khi đưa ra kết luận theo suy nghĩ của mình. Rồi cười dữ chưa em? Cười đã chưa em? Ý này nói là bà soạn giả đó cô chú chị. Cười kiểu nào vậy em? Em cười có phải vì em vui thật sự hay không? Hay em cười vì đang cười gượng, cố cười để che mắt thiên hạ, để mọi người không nhận ra em đang buồn vì thất vọng, buồn cho số phận của em, không biết tương lai sẽ như thế nào, buồn cho con đường ca hát của em đang dần bế tắc, buồn cho tương lai của con em vì em mà trở nên mù mịt, buồn vì không đủ tư cách tranh giành với Hồng Loan. Đâu phải chỉ có em buồn mà lúc này Hồng Loan và khán giả ái mộ của cậu em cũng đang buồn. Không phải buồn vì em đâu, họ buồn vì thương hồn của cậu em đến nay vẫn chưa siêu thoát, do những cái lá đơn kiện vô lý không bằng chứng của mẹ em, do những đoạn ghi âm bẩn bựa, những bài viết nhục mạ Hồng Loan, mà nhất là những status xúc phạm tới giới tính danh dự của cậu em. Khi đọc những status đó, khi nghe những đoạn ghi âm đó, em có cười được không em? Không nghe em, kẻ tung ghi âm có thể cười vì tự mãn, kẻ viết bài thơ có thể cười vì làm tròn trách nhiệm, cái nick ảo chửi người có thể cười vì đắc thắng, nhưng với em tuyệt đối ba chấm không được cười. Chẳng những không được cười mà em cũng không được im lặng, em không được quyền dửng dưng khi danh dự của cậu khi đang bị chính những người không liên quan tới gia đình em hủy hoại một cách nhẫn tâm và tàn nhẫn. Em không được im lặng bởi vì em đã từng tuyên bố là muốn bảo vệ danh dự cho cậu em. Ngay lúc này cộng đồng mạng muốn em chứng minh những gì em nói, những gì em đã từng tuyên bố là sự thật. Thời gian vừa qua em đã nói rất nhiều, em đã nói liên tục, nói bất chấp đúng sai, nói không cần lý lẽ, nói ngang, nói càng, nói bừa, nói bậy, nói chả, nói cho hả cái dạ, nói cho đã cái nết, nói cho hết cái nư, càng nói càng sai, càng nói càng chứng minh cộng đồng mạng lên tiếng bảo vệ Hồng Loan là hoàn toàn đúng. Ngày 7 tháng 3 trong đám tang của cậu, em đã nói về thân phận của Hồng Loan. Ngày 16 tháng 6 trong cuộc họp báo, em đã nói một cách mập mờ về số tiền phúng điếu. Sau đó em lên livestream việc sao kê là vô lý,
Rồi em còn nói lúc cậu em còn sống không ai dám đụng đến gia đình em. Vậy bây giờ cậu em đã mất, tại sao gia đình em lại im lặng để cho người khác ta mặc tình xúc phạm danh dự của cậu? Làm sao có thể cười được trong lúc này khi hình ảnh của cậu đang từng ngày bị một kẻ tâm thần đem ra bêu riếu khắp thiên hạ? Làm sao khán giả ái mộ cậu không đau lòng cho được khi những ghi âm lén được kẻ biến thái dùng làm vũ khí để tấn công những anh em đồng nghiệp đã từng gắn bó với cậu? Người có thể cười trong lúc này chính là cậu của em, nhưng nụ cười của cậu không phải là nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện. Cậu em đang cười, nhưng cười trong ba chấm nước mắt, cười trong đau khổ, cười vì ân hận vì những hy sinh hơn nửa đời của cậu đã dành cho những người không xứng đáng. Nếu trong lòng thật sự vui thì hãy cười. Nếu cười để thỏa lấp những lo lắng, cười trong sự phập phồng lo sợ, cười để trấn an đồng bọn, chi bằng em đừng cười, trong lòng sẽ thoải mái hơn. Em hãy sống thật với bản thân, hãy chứng minh bằng hành động là em thật sự thương cậu. Hãy dựa vào luật thừa kế đang hiện hành, dựa vào lý lẽ hợp lý, dựa vào những bằng chứng có giá trị pháp lý để chứng minh việc em chiếm hữu tài sản và thân phận của Hồng Loan là hoàn toàn đúng. Nếu làm được điều này thì em tha hồ mà cười, cười bằng cái giọng cười ghê gợn của ai đó trong ngày thu gom kho báu đúng sai phải trái. Hãy để pháp luật và những người có trách nhiệm quyết định, có những gì cần nói, làm những gì cần làm. Được như vậy, quý cộng đồng mạng sẽ khỏi phải mắc cười, cười mai mỉa khi phải chứng kiến những điều chướng tai gai mắt. Đó, migraine bún bò. Thật sự cố tỏ ra là bình tĩnh nhưng mà thật sự quý vị càng ngày thấy cô chú gái càng mất bình tĩnh không cô chú anh chị. À, thì đây là cái bài chia sẻ của anh Lê Tính nha cô chú anh chị ha. À, thì quý vị thấy nếu mà đổi lại á, thời điểm này mà cô cháu gái không tham gia vụ việc này, không đi tranh giành tài sản á, thì những điều gì sẽ đến với cô cháu gái cô chú anh chị? Chắc chắn là những cái điều tốt đúng không? Nó còn nhiều hơn cái phần tài sản cô cháu gái đang có nữa mà nó còn bền vững đó, đúng không cô chú anh chị? Đó thì đây là bài viết nếu có chữ nếu của bạn Lộc Vườn Cai, viết rất là hay, em cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị. Cái này trong cuộc họp vào thách thứ ba của chú ngày 26 tháng 3 sẽ giải quyết theo ý Hồng Loan trong bản ghi âm. Cô Sáu ở lại số 5 Đoàn Thị Điểm cùng với Hồng Loan, gia đình HP ra ở nơi khác. Các cháu chú Vũ Linh bùm bùm về đâu gì về đây ở nếu cần. Hồng Loan bán đất Thủ Đức mua nhà và xe cho HP, đưa các em tiền làm ăn ba chấm thì điều gì sẽ xảy ra? HP sẽ lên Facebook: tôi đã bàn giao tất cả lại cho Hồng Loan, tiền vốn đối yếu, tôi đã làm tất cả cho cậu và giờ tôi ra ngoài ở cho gia đình Hồng Loan là người chủ mới về đây ở. Tôi thuê căn chung cư ở 15 triệu tháng cũng đủ lo cho ba người. Rồi, show diễn tới tấp, bán mỹ phẩm tắt khách, show quảng cáo tới tấp, vì ai mà không thương một con gái tháo vát cao thượng. Rồi một năm sau, HP sẽ từ nhà đã mua được 3 căn chung cư vì cô ấy đã kiếm được 12 tỷ. Rồi, đất Thủ Đức xưa tan hoàng, tan tan toàn gì hoang tàn, mấy chị em trong nhà góp vốn làm cái homestay săn vườn ca nhạc tài tử 30 phòng mỗi ngày, giờ trong vườn giờ gì dơ đầy hoa trái, bà con miền Tây kéo tới nườm nượp ủng hộ gia đình Vũ Linh đến du lịch trong ngày nghe nghệ sĩ hát. Cô soạn giả chú sạc pin đang bận quảng cáo cho bà con hải ngoại đến homestay Vũ Linh Gia Trang chơi. Chú Quốc Thanh cũng có một vài lưu niệm bán ngọc trong khu, ai cũng thích đến đây nghe chú kể chuyện xưa, mua một miếng ngọc may mắn đem về. Chú Bảy có thằng cháu ngoại bệnh tật, nó có niềm vui thành thuốc tốt, tự nhiên khỏe. Cô Kim bây giờ cô thím bảy cô lành phụ trách khu bếp trăm công nghìn việc, chú về thím bảy lo các mini show trong Gia Trang, Hồng Loan bùm bán đồ đặc sản, Thành Mỹ lo vận hành khu Gia Trang, cô Sáu lo đón rước lũ trẻ đi học, thỉnh thoảng cả nhà ợp tự hưởng cho nhau bữa trà chiều trong vườn, trẻ con chạy nhảy xung quanh, người lớn tám chuyện và nhìn lên cao xanh. À, chắc ổng đang ngó xuống thiên hạ lưu truyền gia tộc nhà Vũ Linh tuyệt quá, ông hoàng có phước. 2 giờ sáng vừng tỉnh giấc mơ.
Ha, cái này là giống như là mơ. Nếu mà thật sự mẹ con cô Sáu không tranh giành tài sản thì thật sự đây là sự thật luôn chứ mơ gì nữa, đúng không cô chú anh chị? Đó. Bởi vì cái tranh giành thôi mà có ngày hôm nay cô chú anh chị đó, quá quá sợ mẹ con cô Sáu. Còn đây là cái bài mà của cái bà soạn giả nè cô chú anh chị, thì người ta đang lên án về cái việc mà lợi dụng cái việc mà ghi âm lén của chú bây giờ tung lên đó, thì bà ta nói như thế này nè: chạy đôn chạy đáo làm thừa kế di sản. Nói người ta chạy đôn chạy đáo, ủa bây có người chạy đôn chạy đáo khi mà chú chưa mất á, cái chú chưa mất á là người ta đã đi ký làm nguyệt mộ rồi, đã đi mua nguyệt mộ trước mấy ngày rồi, thì ai là người chạy đôn chạy đáo, đúng không? Hôm nay chim quên mất nhấn mạnh ý này, anh hai và chị ba và cả thằng chồng bb là bùm bùm đó có chuyện đôn đáo chạy đi làm giấy tờ thừa kế ngày 7 tháng 3 với lý do là sau khi HB họp báo nói Hồng Loan là con nuôi, có nghĩa là tụi nó sợ tin tức con nuôi sẽ lan tràn khắp nơi, lên báo chí thì bên công chứng sẽ phải hỏi giấy tờ con nuôi, mà không thì bên công chứng sẽ không làm được sang tên tài sản. Ngu đó rồi, trời ơi em nói thiệt, tại sao lại có cái suy nghĩ như vậy? Lại lại chị soạn giả nha, trời ơi, pháp luật tài sản trên cả trăm tỷ, khi mà người ta muốn minh chứng cái điều gì, người ta làm cái điều gì thì người ta phải điều tra chứ đâu phải là mở miệng nói đâu. Trời ơi soạn giả mà cái kiến thức gì kỳ vậy quý vị thấy không? À, Hồng Loan giả sử Hồng Loan cái đó, à tôi là con ruột, là bên công chứng là sẽ đưa là con ruột là sẽ không cần kiểm tra hả? Trời ơi con lại mô Phật à, đôn đáo chạy làm liền để tránh tin tức con nuôi lan mạnh khắp nơi, báo chí đến báo mạng, bên công chúng sẽ làm được sang tên tài sản và từ đó mang căn nhà đi bán rồi chia tiền vô rọt. Thua luôn. Công chúng thì làm giấy tờ theo lời khai, công chứng làm giấy tờ, công chứng thì chỉ làm giấy tờ theo lời khai của Hồng Loan con duy nhất, nếu có chuyện thì họ sẽ dễ dàng trả lời. Còn lại mẹ ba ơi, người ta phải điều tra, ta phải xem có đúng thật sự hay không, chứ không phải là thời thơi mà là con. Thua luôn mà này mới suy nghĩ gì á, vậy mà cũng dẫn dắt được. Nếu có chuyện thì họ dễ dàng trả lời chứ. Đây, cái này là đang nói xấu, cũng đang đang vu khống với những người đang làm trong công chứng nè. À, theo quý vị không? Cái giọng điệu xuyên tạc là để thể hiện ra nữa nào, có chú không? Vậy có thể nào kết luận anh hai chị ba chồng mình tin cố tình phạm pháp, hiểu rõ nguồn gốc con nuôi nhưng cố tình thể hiện ý chí phạm pháp bằng cách đôn đáo làm giấy tờ con ruột? Thua luôn cô chú anh chị ơi, nói như vậy mà cũng có người tin luôn á cô chú anh chị. Chị nhân chạy ra phường nói tôi sang tên tài sản của ba tôi là con ruột, à chỗ bên phường xe em là con ruột hả, vậy thôi ký vô sang tên không cần điều tra lại. Dạ, là chị Phương Lê trả lời là dạ chị T yêu mạng nhện, anh hai người ba giàu lắm không ai thèm di sản thừa kế chị T ơi. Chị lại chặt lắc kha kha, giờ cả đồng mạng đâu có quan tâm con nuôi hay con ruột, người Việt Nam người ta quan tâm con hợp pháp đó ta. Liêu liêu, chị nói vậy là chị đang đổ cho pháp luật Việt Nam làm giấy tờ sai, chị ơi hồ đồ có tội ạ. À, sợ sợ chị nói gì, nói chị đừng nói xấu anh Vũ Luân của em, là em sẽ làm chiến, là em sẽ chiến với chị đấy. Còn chị ba nó cũng là em ruột của Phương Lê này, em đau em không chịu đâu chị nhé. Phụ nữ văn minh nên không được yêu âu cũng do duyên số, chị sống ở Mỹ sao lạc hậu thế không được yêu hóa hẳn. Oh my god, mọi người ơi, mọi người có quan tâm Hồng Loan là con nuôi hay con ruột không, hay chỉ là con hợp pháp là đủ bình luận cho chị T hay nhé, chúc chị ngày của quỷ vui vẻ. Ê, thua với cái cô soạn giả này luôn cô chú anh chị ơi, yêu không được sanh hẳn rồi phải không, dẫn dắt như vậy mà cũng có nhiều người tin nữa, thua đó. Thì Tiến cũng chia sẻ đến cho cô chú anh chị một số thông tin trong ngày hôm nay là như vậy. Thì cô chú anh chị yêu mến thì hãy like, subscribe và chia sẻ giúp em. Thì hiện tại em đang có làm cái kênh mà Năm Hòn Đất ha, hiện tại cũng đang được 1.000 mấy người đăng ký rồi. Thì cô chú anh chị ai yêu thương mến Tiến Vlog á, muốn xem về những cảnh đồng ruộng miền Tây, những cảnh săn bắt, những cảnh mà người dân làm lúa làm ruộng và đi sinh sống như thế nào trên mảnh đất ruộng ở miền Tây, thì hãy vào kênh của Tiến Vinh, vào kênh của Năm Hòn Đất để mà đăng ký ủng hộ giúp em nha cô chú anh chị. Bấm chuông theo dõi thì em sẽ để cái đường link phía bên dưới cái phần mô tả, thì cô chú anh chị thương tình thì hãy vào đăng ký ủng hộ giúp cho em nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ha, em để ở trong phần mô tả và ghim ở dưới cái phần bình luận được, cô chú anh chị có thể click vào đó để mà vào xem nha. Xin chào cô chú anh chị, bye bye.